Quý vị đang xem chương trình thời sự nóng nhất mới nhất. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung thông tin như sau. Những điểm báo gần đây tại Trung Quốc, báo động hồi kết một triều đại diệt vong. Tại sao những điểm lạ liên tiếp xảy ra trong những ngày qua tại miền Trung, phía Nam Trung Quốc, nhất là việc phát hiện bầu trời đỏ như máu, hay mương máu và dòng sông máu tại tỉnh Quảng Tây làm nhiều người hoang mang, lo sợ. Cảnh tượng hàng chục ngàn người kéo đến xem hiện tượng này như điểm kêu than báo hiệu cho người dân Trung Quốc chuẩn bị đón nhận sự hủy diệt từ thiên tai và nhân tai. Làn sóng di tản trong tuần này bao gồm những người giàu, có nhiều tiền bạc, cơ bản là quan chức trong vùng đã di tản gia đình đến nơi an toàn. Vì những người này hiểu hơn ai hết về tội lỗi đã gây ra cho chính người dân trong đại lục và cả thiên nhiên. Đã đến lúc mẹ thiên nhiên phải trừng phạt bằng những trận gió bão, cuồng phong để thiết lập lại quy luật của tự nhiên, mở ra một triều đại mới. Theo dõi thời tiết xấu đúng như dự đoán của Cục Thủy văn và Khí tượng Trung Quốc, mưa lũ tiếp tục đổ xuống như chút nước xuống thượng nguồn sông Dương Tử kể từ 4 giờ sáng ngày hôm kia. Đập Tam Hiệp và nhiều con đập khác của Trung Quốc đang phải trải qua sự nguy hiểm nhất kể từ khi chúng được các nhà lãnh đạo tại Bắc Kinh xây dựng. Theo nhiều bản báo cáo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung Quốc, mưa lũ sẽ kéo dài trong 25 ngày và có thể sẽ kéo dài sang hết tháng 8 năm 2023. Tình trạng lũ lụt sẽ hướng theo chiều hướng tiêu cực, khi nhiều tỉnh thành của Trung Quốc người dân không có lối thoát để thoát ra khỏi vùng tâm lũ. Tuy nhiên, theo số lượng báo cáo của chính quyền thì 700.000 người dân Trung Quốc đã được khẩn cấp đưa đi sơ tán. Đây là sự bất nhất giữa chính quyền và người dân. Ở bên ngoài Trung Quốc người ta cũng không thể phân định người dân nói đúng hay chính quyền nói đúng. Tờ Taiwan News của Đài Loan thì đưa tin tình hình mưa lũ và đập Tam Hiệp xả nước đã khiến cho hàng triệu dân trong tình trạng khốn khổ, họ không có lối thoát ra khỏi vùng tâm lũ. Chính quyền không có sự hỗ trợ đắc lực nhất cho người dân. Kính thưa quý vị, một sự thật không thể chối cãi là có rất nhiều người dân đang mắc kẹt trong vùng tâm lũ. Có rất nhiều video được đăng tải lên mạng xã hội sau đó đã được xóa đi. Hành động này là do phía an ninh mạng của Trung Quốc đã cố tình không cho thế giới bên ngoài biết sự thật tình trạng của người dân vùng lũ đang trong vòng khốn khó như thế nào. Có rất nhiều các cơ quan, tổ chức của thế giới đã lên tiếng chỉ trích chính quyền Trung Quốc đã cố tình giấu nhiệm các thông tin về tình trạng này. Tuy nhiên, phía Trung Quốc vẫn phớt lờ lời cảnh báo của những tổ chức này. Tờ Hoàn Cầu Thời báo số ra ngày hôm nay còn cho rằng, nhiều tổ chức nước ngoài đã cố tình tham gia vào việc nội bộ của Trung Quốc. Trung Quốc là một nước lớn và có đủ khả năng giải quyết vấn đề trong nước, không cần bất cứ cá nhân hay tổ chức nào nhúng tay tham gia. Góp ý vì sự việc đó chỉ làm phức tạp thêm tình hình mà thôi. Kính thưa quý vị, cũng liên quan tới sự cố đập Tam Hiệp và mưa lũ miền Nam Trung Quốc, thời gian gần đây có rất nhiều thông tin và thống kê bịa ra là từ chính quyền Trung Quốc ra bên ngoài. Những thống kê này đều cho thấy sức chịu đựng của đập Tam Hiệp không còn được bao lâu, khi lượng nước mưa vẫn kéo dài ở thượng nguồn sông. Người dân Trung Quốc thật sự lo âu vì họ cho rằng chính quyền Trung Quốc cố giấu giếm những con số thống kê thật sự bởi họ không còn tin vào Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trước đó, sự cố động đất tại huyện Dực Nhĩ Cái, tỉnh Tứ Xuyên và tỉnh Quý Châu đã củng cố cho suy nghĩ của họ về ngày tàn của đập Tam Hiệp đã đến gần. Theo như chính quyền Trung Quốc nói rằng chuyện động đất xảy ra hàng năm là chuyện rất tự nhiên của thiên, em như người dân Trung Quốc không tin vào những gì phía chính quyền đưa ra từ trước. Cũng theo nhiều nguồn tin của người dân cho biết thêm rằng, những trận động đất liên miên xảy ra cách nhau chỉ có 7 giờ đồng hồ là điểm báo trước con đập Tam Hiệp sẽ vỡ. Tất cả những điều này đều có liên quan mật thiết với nhau. Một sự kiện khác gây chấn động trong dân chúng Trung Quốc cách đây ít ngày cũng đã củng cố những suy nghĩ của người dân rằng con đập Tam Hiệp chắc chắn sẽ vỡ. Cách đây khoảng 15 ngày, tại rừng núi huyện Uy Ninh, hôm nào người dân cũng nghe thấy tiếng âm thanh lạ. Tiếng âm thanh này xuất phát vào buổi trưa cho đến buổi chiều và thậm chí là cả vào ban đêm. Những âm thanh lạ này phát ra rất lớn, vang vọng đến cả 10 km, người ta vẫn nghe thấy. Người dân ở các nơi trên nhiều miền của Trung Quốc đã đổ xô về đây để nghe những âm thanh lạ này. Người dân Trung Quốc thì tin vào thiên thời địa lợi, cho rằng đây là địa long trở mình, báo hiệu những thiên tai khủng khiếp sẽ xảy ra. Có người lại cho rằng đây là tiếng kèn của 6 vị thiên sứ báo hiệu tai ương sắp ập đến, đã được ghi chép trong cuốn Kinh Thánh. Một số ý kiến thì cho rằng đây là tiếng than khóc của những oan hồn bị chết dưới tay ác đảng Trung Cộng. Nhưng nếu nghe kỹ hơn, chúng ta có thể phân định thứ âm thanh đó là một âm thanh của một con quái vật to lớn đang khóc. Âm thanh của nó nghe vừa đau đớn, vừa thảm thiết, xen lẫn sự giận dữ tột cùng. Như quý vị đã chia sẻ trên thước video ngập tràn trên mạng xã hội, đúng là con quái vật to lớn này nó đang khóc, nó đang bị ai đó làm tổn thương, nhưng nó không thể nào chống đỡ được. Nó giận dữ và gào thét trong tuyệt vọng, nhưng chắc chắn con vật này phải to lớn, kinh khủng lắm. Tiếng cốc của nó nghe ai oán thê lương vang vọng cả hết núi rừng. Kính thưa quý vị, sau cả 15 ngày con vật huyền bí kia ở rừng núi Uy Ninh kia than khóc, thì không có một ngày nào mà rừng núi này vắng bóng người dân hiếu kỳ đến nghe tiếng con rồng này khóc.
những thước video quay cảnh người dân Trung Quốc kéo nhau nườm nượp lên những ngọn núi. Nhiều người cho rằng nó đã xuất hiện ở đây ngay trước mặt chúng ta, nhưng mọi người không thể nhìn thấy nó vì nó là con vật linh thiêng của trời đất. Người trần mắt thịt không thể nào nhìn thấy được, vì người dân Trung Quốc ngày nào cũng đổ dồn về rừng núi Uy Ninh. Cộng thêm những lời bàn tán về con rồng đang ngày đêm tăng tốc, thì chính quyền Trung Quốc cho rằng đây là chuyện mê tín dị đoan. Họ quyết tâm xóa bỏ chuyện này, vì Đảng Cộng sản Trung Quốc là đảng vô thần. Họ không chấp nhận trên đất nước của họ có một vị thần thánh nào, cũng như sự hiện diện của những điểm vừa báo trước. Một lực lượng lớn công an và quân đội Trung Quốc đã vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, họ cũng chẳng thể tìm ra nguyên nhân. Nhiều nhà khoa học cũng tò mò đến tận nơi khu rừng, đường núi này. Họ nghe rõ âm thanh của một loài động vật to lớn đang gầm giống thảm thiết, nhưng họ cũng bó tay. Nhà khoa học nổi tiếng nghiên cứu về duy vật học và tâm linh học tên là Su Hong đã đáp chuyến bay từ Bắc Kinh về đây. Ông ở đây suốt từ ngày 28 tháng 5 và cho tới ngày hôm nay để nghiên cứu âm thanh kỳ lạ này. Trước lúc trở lại Bắc Kinh vào buổi sáng thì ông đã trả lời với phóng viên báo chí tại hiện trường rằng tôi chắc chắn là một con vật rất to lớn đang khóc, tiếng rên la đau đớn của nó khiến ai cũng phải đau nhói lòng. Tôi không thể khẳng định đó là con vật gì, nhưng chắc chắn đó không phải là con chim cứu vàng nhỏ bé như chính quyền đã nói. Quý vị thân mến, chính quyền Trung Quốc vì không chấp nhận sự thật này nên đã đưa ra một lực lượng quân đội và công an đến giải tán đám đông. Nhưng rừng núi quá lớn và số dân chúng quá đông, họ tản ra các quả núi để đi tìm con quái vật phát ra tiếng âm thanh lạ, nên quân đội Trung Quốc cũng không làm sao xua đuổi được hết, bởi họ đã nghĩ ra một cách là đưa thông tin giả để đánh bật thông tin về những tiếng khóc của sinh vật lạ. Trong một thước video, phía chính quyền Trung Quốc phỏng vấn một lão nông dân tại địa phương của núi rừng Uy Ninh. Người đàn ông này đã nói với phóng viên rằng con vật mà phát ra tiếng âm thanh rùng rợn kể trên là một con chim cút chân vàng cái. Loại chim này thường về rừng núi Uy Ninh này vào mùa hè, khi chúng sinh sản, chúng chỉ to hơn con chim sẻ một chút, nhưng tiếng kêu của nó có lực hải vn. Bằng thước video trên, chính quyền Trung Quốc muốn xua đuổi hết người dân thập phương đến đây để tìm hiểu những tiếng kêu thảm thiết của loài động vật bí ẩn này. Thế nhưng khi đoạn video này phát tán trên mạng, không có bất cứ người Trung Quốc nào tin đây là sự thật. Nhiều video sau đó đã đăng tải trên mạng Trung Quốc phản hồi rằng một con chim cút nhỏ xíu không bằng cả nắm tay mà phát ra tiếng kêu rung động cả núi rừng xa đến cả 10 km, thì con chim đó chỉ là con chim thần. Hơn thế nữa, loài chim này sống ở tất cả các nước châu Á. Nếu nó kêu to như vậy thì ở Việt Nam, Malaysia và nhiều nước khác người ta cũng đã nghe thấy tiếng âm thanh này. Tại sao khắp đất nước Trung Quốc chỉ mỗi rừng núi Uy Ninh nghe nó kêu, và chỉ có năm nay nó mới kêu, còn những năm về trước sau đó không kêu? Để lý giải cho điều này, nhiều người đã đến gặp người đàn ông sống dưới chân núi Uy Ninh để đối chất. Người đàn ông này bị nhiều người dân tìm đến đối mặt, vì quá sợ hãi nên đã phải nói thật rằng phía chính quyền Trung Quốc bắt ông ta phải nói như vậy. Nếu không lời nghe lời thì ông ta sẽ bị bắt đi tù, vì đã thông báo cho mọi người đến đây làm náo loạn mất trật tự xã hội. Kính thưa quý vị, như vậy là câu chuyện về âm thanh kỳ lạ rừng núi Uy Ninh đã quá rõ ràng. Một con chim cút chứ chẳng phải một con voi, không thể có quy luật phát ra tiếng kêu rên thảm thiết lớn đến như vậy. Tất cả người dân Trung Quốc hiện nay vẫn tìm đến khu rừng núi Uy Ninh này. Trên nhiều quả núi ở đây chỗ nào cũng thấy người dân lập bàn thờ cúng bái. Họ tin rằng sắp có một sự kiện lớn xảy ra đối với người dân Trung Quốc. 90 số dân Trung Quốc tin rằng tiếng kêu thảm thiết bí ẩn kể trên là tiếng của rồng, một linh vật linh thiêng của trời đất, báo hiệu đập tam hiệp sắp vỡ. Điều này ứng nghiệm với cặp rồng quái thú màu trắng bạc đã xuất hiện trên sông Dương Tử vào ngày 2 ngày cuối tháng 5 vừa qua. Nhưng một số khác lại cho rằng nó xuất hiện ở vùng rừng núi thì động đất sẽ xảy ra, và trận động đất này sẽ là trận động đất lịch sử. Nó có thể lớn như chưa từng có từ trước tới nay. Đó là điềm trời báo, trời trừng phạt Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây nên nhiều tội ác với người dân và với nhiều nước trên thế giới. Hiện nay mưa lũ vẫn cứ dồn dập đổ ào ào xuống thượng nguồn sông Dương Tử, đập tam hiệp vẫn mở hết các cửa xả lũ. Người dân Trung Quốc vẫn đang bị bao vây bởi những ám ảnh một trận động đất lớn sẽ xảy ra. Và tất nhiên trận động đất này sẽ là nguyên nhân chính khiến cho con đập tam hiệp bị nổ tung. Tuy nhiên, phía chính quyền Trung Quốc vẫn bác bỏ những thông tin về con đập tam hiệp sẽ bị vỡ. Nhiều cư dân Trung Quốc bức xúc nói rằng, nếu bây giờ tất cả các hệ thống chính quyền trung ương Bắc Kinh chuyển từ Bắc Kinh về đập tam hiệp để sống và làm việc thì họ mới tin. Những gì phía chính quyền nói đập tam hiệp vỡ, thì các ông ấy và cả gia đình các ông ấy ở tận Bắc Kinh có ảnh hưởng gì đâu mà các ông chẳng nói. Trong thực tế thì các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh có toàn quyền trong tay để điều động máy bay có thể di tản. Họ đã chuẩn bị trước việc di tản người thân đến nơi an toàn. Cuối cùng cũng chỉ còn lại những người dân vô tội ở lại nhận hậu quả do chính quyền Bắc Kinh gây ra. Đã đến lúc thiên nhiên phải dạy cho Trung Quốc một bài học, làm người phải thuận theo thiên nhiên để tồn tại. Mưu hèn kế bẩn của Bắc Kinh chỉ thực hiện khi chúng cậy sức mạnh có được từ sự nhân đạo. Suy cho cùng là những bàn tay con người tạo ra,
một trận động đất cũng đã nhấn chìm tất cả để quay về tự nhiên vốn có từ trước, chìm tất cả. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chuyến thăm Philippines của Phó Tổng thống Mỹ có thể châm ngòi căng thẳng ở Biển Đông. Đây là nhận định của chuyên gia Vladimir Fortorut. Theo đó, Mỹ đang chuẩn bị một hành động khiêu khích tương tự như chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi. Trung Quốc có thể tăng cường phòng thủ quần đảo Trường Sa sau chuyến thăm đảo Palawan của Phó Tổng thống Mỹ. Tiến bộ trong việc giải quyết vấn đề trên Biển Đông khiến Mỹ mất đi đòn bẩy gây áp lực lên Bắc Kinh. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã đến thăm Philippines vào tuần vừa qua. Bà Harris đã đến thăm quần đảo Palawan của Philippines, nằm gần khu vực tranh chấp trên Biển Đông. Tại Palawan, Phó Tổng thống Mỹ Harris sẽ gặp người dân, các nhà lãnh đạo xã hội dân sự và đại diện của lực lượng tuần duyên Philippines. Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết rằng Phó Tổng thống Kamala Harris đến thăm quần đảo Palawan để thể hiện cam kết sát cánh với Philippines trong việc duy trì trật tự hàng hải quốc tế dựa trên luật lệ ở Biển Đông. Phó Tổng thống Mỹ đã tái khẳng định tầm quan trọng của luật pháp quốc tế, thương mại tự do và tự do hàng hải ở Biển Đông. Quan chức Mỹ cho biết thêm, chuyến công du Palawan của Phó Tổng thống Mỹ đã diễn ra vào tuần vừa qua. Bà Kamala Harris sẽ trở thành quan chức cấp cao nhất của Mỹ tới thăm chuỗi đảo tiếp giáp với quần đảo Trường Sa, mà một phần của quần đảo này đã được Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Phó Tổng thống Mỹ cũng đã đến thăm căn cứ không quân Antonio Batista tại Puerto Princesa trong thời gian ở thăm Palawan. Một trong những cơ sở của căn cứ đang được xây dựng như một phần của thỏa thuận hợp tác quân sự giữa Hoa Kỳ và Philippines. Bộ Chỉ huy quân sự của Philippines được đặt tại căn cứ không quân, có nhiệm vụ giám sát và bảo vệ và tuần tra các vùng lãnh thổ trên Biển Đông ở khu vực quần đảo Palawan. Trả lời phỏng vấn của Reuters, ông Georgiori Poling, giám đốc chương trình Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS có trụ sở tại Washington, Mỹ, đưa ra dự đoán về việc bà Harris sẽ đến thăm căn cứ này. Một trong những mục tiêu trong chuyến thăm Palawan của bà Harris là khiêu khích Trung Quốc và kiểm tra sức mạnh của quốc gia này. Chuyên gia Chen Bingxian, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Philippines của Đại học Quảng Tây Trung Quốc nhận xét trong cuộc phỏng vấn của Sputnik. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Harris đã đến thăm khu vực nhạy cảm về địa lý là quần đảo Palawan của Philippines. Bằng cách này, Hoa Kỳ muốn thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế tới vấn đề Biển Đông. Mục đích thứ hai là bày tỏ sự ủng hộ đối với Philippines và củng cố mối quan hệ đồng minh với nước này. Hỗ trợ như vậy thực sự trông rất rẻ. Còn có một mục đích khác là khiêu khích và thử sức mạnh của Trung Quốc, chuyên gia lưu ý. Sau cuộc gặp trực tiếp tại Bali giữa nhà lãnh đạo Trung Quốc ông Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm xoa dịu căng thẳng, chuyến công du của bà Harris có thể phản tác dụng. Theo Daria Panariana, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á, Australia và Châu Đại Dương, Viện Nghiên cứu Phương Đông thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Nga, chuyến công du của bà Harris tới quần đảo Palawan nằm ngay gần khu vực tranh chấp. So sánh được với hành vi khiêu khích của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi thực hiện chuyến công du tới Đài Loan, cả hai chuyến công du đều thể hiện xu hướng chung trong chính sách của Hoa Kỳ nhằm kiềm chế Trung Quốc. Rất có thể chuyến thăm của bà Harris cũng là một phần trong phản ứng của Hoa Kỳ đối với thỏa thuận an ninh giữa Trung Quốc và quần đảo Solomon. Người Mỹ đang tăng cường hiện diện trong khu vực, họ sẽ bảo vệ lợi ích của mình và lợi ích của các đồng minh. Chuyến thăm này là một lời gợi ý cho Trung Quốc về sự cần thiết phải từ bỏ tham vọng trong khu vực. Và phản ứng cứng rắn nhất của Bắc Kinh có thể là việc triển khai các loại khí tải hiện đại hơn trên quần đảo Trường Sa. Về phần mình, chuyên gia Chen Bingxian tỏ ra nghi ngờ về khả năng của Mỹ khiêu khích Trung Quốc. Vẫn còn phải xem liệu Hoa Kỳ có đạt được các mục tiêu của mình hay không. Kể từ đầu năm đến nay, Philippines phải đối phó với nhiều vấn đề. Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã khiến cho giá năng lượng và giá lương thực trên thế giới tăng mạnh. Ngoài ra, Philippines đang phải dồn sức ứng phó với hậu quả đại dịch. Trong điều kiện này, công luận Philippines và các quan chức chính phủ đánh giá khách quan về vấn đề Biển Đông, cần phải nỗ lực duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Vì vậy, sự kích động của Hoa Kỳ không phải là điều mà người dân Philippines mong muốn. Ngoài ra, tại cuộc gặp với ông Tập Cận Bình ở Bali, Tổng thống Hoa Kỳ Biden đã nói rằng ông không có ý định kiềm chế Trung Quốc. Đồng thời, Mỹ cử Phó Tổng thống tới thăm đảo Palawan của Philippines để đưa ra chỉ đạo về vấn đề Biển Đông, mặc dù Hoa Kỳ không phải là một nước trong khu vực.
Đây là hành vi không nhất quán, phản ánh tính hai mặt của Mỹ mà cộng đồng thế giới không thể xem xét nghiêm túc, ông Chen Bingxian nói. Các cuộc gặp gần đây tại Phnom Penh của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường với các đối tác ASEAN cũng như kết quả của hội nghị cấp cao ASEAN cho thấy tiến triển trong quá trình tìm kiếm sự đồng thuận về vấn đề Biển Đông. Tất cả các bên đều bày tỏ ý muốn bảo đảm ổn định cho khu vực để giải quyết vấn đề Biển Đông mà không có sự can thiệp từ các bên ngoài khu vực. Tất nhiên, động lực tích cực này trong quá trình giải quyết các vấn đề lãnh thổ đang đe dọa lợi ích của Mỹ trong khu vực. Chuyên gia Daria Panarina lưu ý, nếu các bên đạt tiến độ thực sự cho đàm phán về các vấn đề tranh chấp ở Biển Đông thì Hoa Kỳ sẽ không thể sử dụng vấn đề này như một đòn bẩy gây áp lực lên Trung Quốc. Hoa Kỳ coi mình là người bảo vệ quyền chủ quyền của các quốc gia liên quan đến tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc. Đó không phải chỉ là Philippines. Nếu một thỏa thuận đạt được trên cơ sở song phương hoặc đa phương, làm hài lòng cả Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và tất cả các bên khác tham gia tranh chấp, loại trừ Hoa Kỳ khỏi chuỗi này, thì tất nhiên điều này rất bất lợi cho Hoa Kỳ, bởi vì Mỹ sẽ mất cơ hội gây ảnh hưởng đến các quốc gia trong khu vực có lợi ích ở Biển Đông. Daria Panarina giải thích, không phải ngẫu nhiên mà Hoa Kỳ lại vội vàng tăng cường quan hệ quân sự với các đồng minh của họ trong khu vực và đang kích thích quá trình này bằng mọi cách có thể. Ví dụ gần đây, người phát ngôn Arsenio Anolong của Bộ Quốc phòng Philippines cho biết, Philippines sẽ đẩy nhanh tiến trình thực hiện thỏa thuận hợp tác quốc phòng tăng cường EDCA với Mỹ ký năm 2014, cho phép Lầu Năm Góc duy trì hiện diện luân phiên và tiếp cận căn cứ quân sự địa phương thời gian dài, cũng như xây dựng và vận hành các cơ sở tại các căn cứ của họ ở Philippines. Hôm thứ Ba, Manila cho biết rằng Washington sẽ chi 66,5 triệu đô la Mỹ để tiến hành nâng cấp 3 căn cứ quân sự tại nước này. Theo đó, các công trình phục vụ công tác huấn luyện và nhà kho sẽ được xây dựng tại các căn cứ trên, dựa trên thỏa thuận hợp tác an ninh được ký kết vào năm 2014. Biển Đông không những tự thân là một vùng biển mà các nước có lợi ích chiến lược giao nhau, mà xét về vị trí chiến lược hải quân thì nó là hành lang kết nối giữa hai đại dương, cho phép các lực lượng Mỹ di chuyển nhanh chóng giữa hai đại dương này. Nó cũng là điểm kết nối quan trọng trong tam giác quan Biển Đông. Australia cũng như đối với chủ đạo thứ nhất ở Tây Thái Bình Dương, bao vây Trung Quốc và Nga kéo dài từ Đông Bắc Á đến Australia. Không những thế, xung quanh lòng chảo Biển Đông còn có một số vị trí cảng biển mang tầm chiến lược để các tàu hải quân khổng lồ của Mỹ có thể đồn trú, bảo dưỡng và thực hiện các chiến thuật công thủ hết sức lợi hại, chẳng hạn như vịnh Cam Ranh và Đà Nẵng ở miền Trung Việt Nam. Điều đó càng có ý nghĩa khi mà nước Mỹ đang đối mặt với những khó khăn về tài chính do ngân sách quốc phòng Mỹ cắt giảm gần 500 tỷ đô la trong 10 năm tới. Trong khi chi phí cho công việc duy trì và bảo dưỡng chi phí đóng tàu tăng cao, Mỹ càng không thể tính đến việc xây dựng căn cứ hải quân mới ở khu vực mà chủ yếu phải dựa vào cơ sở hạ tầng của các nước đồng minh. Vì thế, Mỹ buộc phải kêu gọi sự hỗ trợ của các đối tác bản địa. Đó là lý do để Biển Đông trở thành một tiêu điểm hợp tác an ninh biển quốc tế của Mỹ, trước hết là các đồng minh ở Biển Đông. Ngay từ năm 2007, Mỹ đã đưa ra chiến lược hợp tác sức mạnh biển thế kỷ 21, gọi tắt là CS-21, giao sứ mệnh đảm bảo an ninh hàng hải toàn cầu với tư cách nhiệm vụ cốt lõi cho hải quân, lính thủy đánh bộ và lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ. Trong chiến lược đó, khu vực Tây Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương với vùng vịnh ở Trung Đông là các sân khấu chính của sức mạnh biển của Mỹ, bao gồm cả các chức năng cảnh sát và quân sự. Điều đặc biệt là Mỹ cam kết sẽ cùng với các quốc gia có chung chí hướng bảo vệ và duy trì hệ thống kết nối toàn cầu mà nhờ đó chúng ta thịnh vượng. Sự gặp gỡ về lợi ích chiến lược đã đẩy Mỹ và các nước ở Biển Đông đến gần nhau, vượt qua mọi chướng ngại to lớn mà trong hoàn cảnh bình thường khó có thể làm được. Nghi vấn cảng dầu chiến lược của Nga ở Biển Đen bị USV tấn công. Truyền thông Nga đăng tải đoạn video bị nghi là ghi lại cảnh một tàu không người lái USV tấn công vào cảng dầu chiến lược của Moscow ở Biển Đen. The Drive cho hay các trang tin tức của Nga hôm vừa qua đăng tải một đoạn video chưa được xác nhận ghi lại cảnh một USV tấn công nhằm vào cảng Sekhsakrit ở Novorossiysk tại khu vực Biển Đen. Đoạn video được cho là do camera an ninh trong cảng quay lại. Novorossiysk là nơi đặt căn cứ hải quân và cảng dầu quan trọng của Nga. Đây là nơi mà dầu của Nga, Kazakhstan và Azerbaijan được vận chuyển ra nước ngoài, theo Standard Today. Dù đoạn video không nêu chính xác loại USV nào được sử dụng, nhưng các chuyên gia quân sự nói rằng nó khá tương đồng với loại được sử dụng để tập kích Sevastopol, bán đảo Crimea tháng trước.
cuối tháng 10, các thiết bị không người lái tự sát trên không và dưới nước đã ồ ạt lao vào hạm đội Biển Đen của Nga ở Sevastopol. Nga tuyên bố ngăn chặn thành công vụ việc và cáo buộc Ukraine đứng sau đòn tập kích này. Nga sau đó đã tấn công dồn dập vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine như đòn trả đũa. Dù vụ tấn công không thành, nhưng giới quan sát nhận định nó cho thấy mối đe dọa của USV đối với thế áp đảo của Nga ở Biển Đen. Một số chuyên gia hải quân cho rằng vụ tấn công có thể là một bước ngoặt mới trong lịch sử chiến tranh hiện đại. Theo Guardian, vụ việc hạm đội Biển Đen của Nga ở cảng Sevastopol Krum bị tấn công lúc rạng sáng là sự phối hợp của 16 thiết bị tự động, gồm 9 thiết bị trên không và 7 thiết bị dưới nước. Tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi thế giới gây quỹ để nước này xây dựng một đội gồm 100 tàu không người lái nhằm đối phó dàn chiến hạm hùng hậu của Nga ở khu vực Biển Đen chiến lược. Mikhail Fedorov, phó thủ tướng Ukraine, cho rằng tàu không người lái là một phương tiện hiệu quả để thay đổi cán cân quyền lực ở Biển Đen khi Nga áp đảo Kiev về mặt lực lượng trên khu vực chiến lược này. Kiev hy vọng sẽ xây dựng một hạm đội gồm 100 tàu không người lái, ông nói, nhỏ và nhanh. Chúng có khả năng tấn công thành công các chiến hạm Nga trị giá hàng trăm triệu đô la Mỹ. Đức sẽ phát triển khí tài hạt nhân trong bối cảnh xung đột Ukraine. Môi trường địa chiến lược thay đổi, đặc biệt là xung đột Ukraine đã khiến Đức phải tái định hướng chiến lược của mình và tranh luận trong nội bộ về vấn đề phát triển khí tài chiến lược, tạo răn đe hạt nhân. Trước cuộc xung đột quân sự Ukraine và khủng hoảng năng lượng kinh tế châu Âu, nước Đức đã có những động thái tái định hướng chiến lược. Việc tái định hướng này sẽ kéo theo tranh cãi về vấn đề răn đe hạt nhân, một vấn đề mà không ai ở Đức muốn thảo luận do lịch sử của nước này và sự dị ứng của họ trước những thứ liên quan đến hạt nhân. Tuy nhiên, về trung hạn, đây sẽ là một vấn đề đối mặt với các nhà hoạch định chính sách của Đức. Cuộc xung đột Nga-Ukraine và việc Nga ám chỉ khả năng sử dụng khí tài hạt nhân đã khiến vấn đề răn đe hạt nhân trở thành chủ đề nóng hổi và trung tâm trong chính sách an ninh của châu Âu. Việc Nga đưa quân vào Ukraine từ tháng 2 đã đánh dấu sự kết thúc các dàn xếp an ninh hậu chiến tranh lạnh, đạt được bằng việc thống nhất nước Đức vào năm 1990. Tất cả các chính sách hình thành quanh sự dàn xếp đó giờ đã thành dĩ vãng, bao gồm cam kết của Đức không sản xuất hoặc sở hữu khí tài hủy diệt hàng loạt. Một phát biểu gần đây của Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier, người chủ trương có quan hệ gần gũi với Nga trong nhiều năm, đã chỉ rõ rằng Berlin hiện nay xem Nga như một mối đe dọa đối với tương lai trước mắt. Bài phát biểu này mở lại cam kết của Berlin đối với hiệp ước không phổ biến khí tài hạt nhân NPT và việc dựa vào răn đe hạt nhân của Mỹ như nền tảng cho chính sách an ninh của họ. Yếu tố ngăn ngừa Đức phát triển khí tài hạt nhân đã suy giảm, nhưng hiện nay các nhân tố chính cản trở việc phát triển một lực lượng hạt nhân ở Đức đã suy yếu so với trước đây. Các nhân tố được đề cập ở đây bao gồm các thỏa thuận kiểm soát khí tài, uy tín răn đe của Mỹ, việc Đức rút khỏi chương trình năng lượng hạt nhân dân sự, sự phản kháng trong nước đối với ý tưởng thành lập một lực lượng hạt nhân, và nỗi sợ rằng một nước Đức vũ trang sẽ làm hồi sinh vấn đề nước Đức với các đối tác châu Âu. Ở cấp độ chiến lược, có một sự đảo ngược rõ ràng từ thời chiến tranh lạnh, khi NATO quan tâm đến ưu thế vượt trội của Liên Xô về sức mạnh quân sự quy ước. Ngày nay, phương Tây cảm nhận rằng mối đe dọa lớn nhất đối với họ, trong đó có Đức, không phải là lực lượng quân sự thông thường của Nga, mà là khí tài hạt nhân và chiến tranh lạnh. Tuy nhiên, đây không phải là một diễn biến mới. Nga đã công bố chính sách về sử dụng khí tài hạt nhân cách đây nhiều năm, với ý tưởng ngăn ngừa xung đột bằng lực lượng quy ước. Việc Mỹ triển khai khí tài hạt nhân tầm xa trên lãnh thổ Tây Đức trong thập niên 1980 được xem như một phương thức ngăn ngừa Liên Xô gây sức ép thông qua khí tài hạt nhân. Đức thiếu chiếc ô hạt nhân, hiện nay Đức không thể trông cậy nhiều vào răn đe hạt nhân của Mỹ và Pháp. Mỹ đã chuyển hướng chiến lược sang Trung Quốc, còn Pháp tập trung sử dụng răn đe hạt nhân để bảo vệ chính họ hơn là các đối tác ở châu Âu. Tây Đức đã thảo luận vào cuối thập niên 1960 về việc liệu họ có cần một lực lượng hạt nhân quân sự hay không. NATO đã gạt ý tưởng này bằng việc đề xuất một lực lượng đa phương MLF để thay thế cho một lực lượng hạt nhân độc lập của Đức. Tuy nhiên, MLF chưa bao giờ ra đời và Đức được trao vai trò trong nhóm hoạch định hạt nhân của NATO để đền bù cho điều đó. Đức đồng ý ký vào hiệp ước NPT, chấp nhận từ bỏ ý định sản xuất khí thải hạt nhân, sinh học và hóa học.
thời Tổng thống Mỹ Trump tại nước Đức lại hồi sinh cuộc thảo luận về khí tài hạt nhân do Đức mất niềm tin vào chính sách của Mỹ. Năm 2018, nhà khoa học chính trị nổi tiếng Christian Hacker đăng một bài bình luận nói rằng vai trò mới của Đức là kẻ thù số 1 của Tổng thống Mỹ, buộc Đức phải nghĩ lại một cách căn bản chính sách an ninh của mình. Ông Hacker giải thích nước Đức lần đầu tiên từ năm 1949 không có chiếc ô hạt nhân của Mỹ, Đức không được bảo vệ trong tình huống khủng hoảng nghiêm trọng. Roderick Kiesewetter, chuyên gia quốc phòng hàng đầu của Đảng Dân Chủ Cơ đốc Giáo Đức, có cùng quan điểm. Alexander Grabmasdorf, chuyên gia đối ngoại hàng đầu của Đảng Dân Chủ Tự do Đức, đồng ý rằng các nhà hoạch định chính sách của Đức phải công khai thảo luận vấn đề này. Sự chấm dứt cuộc chiến tranh lạnh không chấm dứt kỷ nguyên khí tài nguyên tử, dù bạn có than vãn thế nào thì đây vẫn là thực tế. Nước Đức đang đứng trước áp lực phải xem xét lại quan điểm hạt nhân của mình trong bối cảnh môi trường điện chiến lược đã thay đổi lớn, khủng hoảng Ukraine lan rộng, Triều Tiên thử khí tài hạt nhân, Iran quan tâm đến khí tài hạt nhân, Nhật Bản và Hàn Quốc có khả năng cũng cân nhắc phát triển năng lực hạt nhân quân sự. Trước tình hình mới, Đức trì hoãn đóng cửa nhà máy điện hạt nhân. Một yếu tố quan trọng khác giới hạn các lựa chọn hạt nhân của Đức là việc nước này đóng cửa các cơ sở năng lượng hạt nhân dân sự. Lần đầu được Thủ tướng Angela Merkel thông báo vào năm 2011 và theo kế hoạch sẽ hoàn thành trong năm 2022 này. Việc xóa bỏ dần dần các cơ sở hạt nhân dân sự khiến cho nỗ lực khởi động chương trình hạt nhân quân sự trở nên khó khăn và tốn kém. Nhật Bản và Iran có thể chuyển sang hạt nhân quân sự một cách dễ dàng, nhưng Đức thì lại không như thế, do các nguyên nhân đặc thù vừa nêu. Tuy nhiên, cuộc xung đột Nga-Ukraine vừa qua đã trì hoãn quyết định của Đức về việc đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân. Do vậy, Đức sẽ mau chóng có được khả năng sử dụng kinh nghiệm từ hạt nhân dân sự để phục vụ mục đích quân sự. Các chính đảng cánh tả và đảng xanh của Đức cũng đều đã điều chỉnh quan điểm của họ về quân sự và khí hậu. Nếu môi trường điện chiến lược của châu Âu xấu đi hơn nữa, thì điều đó có thể dẫn tới những thay đổi lớn hơn trong các liên minh cầm quyền ở Đức trong tương lai. Ukraine nhận thêm trực thăng pháo tự hành từ các đồng minh phương Tây. Các đồng minh phương Tây tiếp tục gửi thêm khí tài hạng nặng nhằm hỗ trợ quân đội Ukraine trong xung đột với Nga. Trong một thông báo được đăng tải trên mạng xã hội Twitter hôm vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Jaroslav Nat cho biết nước này đã chuyển giao thêm pháo tự hành Zuzana 2 cỡ nòng 155mm cho quân đội Ukraine. Trước đó, hai pháo tự hành loại này đã được đưa đến Ukraine trong tháng 10. Với tầm bắn 40km và khả năng bắn nhanh 5 phát đạn trên phút, cùng cơ chế nạp đạn tự động và di chuyển tháp pháo xoay 360 độ, pháo tự hành Zuzana 2 sở hữu tính cơ động rất cao và qua đó tăng cường cơ hội sống sót trên chiến trường của loại khí tài này. Dựa theo các thông số kỹ thuật, các chuyên gia phân tích nhận định Zuzana 2 sẽ được quân đội Ukraine sử dụng để thực hiện các cuộc phản pháo nhằm đối phó với hỏa lực vượt trội của quân đội Nga. Trước đó, Croatia cũng đã xác nhận sẽ chuyển giao 14 máy bay trực thăng đa năng Mi-8 MTV cho quân đội Ukraine. Các máy bay này đã phải trải qua quá trình đại tu và hiện đại hóa sâu trước khi được viện trợ cho Kiev. Do đó, không quân Ukraine có thể ngay lập tức sử dụng số máy bay này trong các nhiệm vụ tác chiến. Sau khi chuyển số trực thăng này cho Ukraine, Croatia sẽ được Mỹ hỗ trợ 20 trực thăng UH-60M nhằm bù đắp sự thiếu hụt trong khí tài của nước này. Theo trang Defense Express, giá trị của một trực thăng Mi-8 MTV của Croatia vào thời điểm hiện tại rơi vào khoảng 15 triệu đô la Mỹ một chiếc. Một số nước bí mật chuyển vũ khí cho Ukraine. Ukraine nói rằng một số nước âm thầm chuyển vũ khí cho Ukraine thông qua nước thứ ba. Trang tin Ukrinform dẫn lời Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ngày hôm nay cho biết các đối tác không chỉ trực tiếp viện trợ khí tài quân sự cho Ukraine mà gián tiếp thông qua các nước khác, nghĩa là mua thiết bị từ nước thứ ba sau đó chuyển cho Kiev. Hầu hết những nước này nói rằng họ không viện trợ cho Ukraine, nhưng thực tế mọi thứ đang âm thầm diễn ra. Ngoại trưởng Kuleba cho hay, ông cũng nhấn mạnh không lãnh đạo thế giới nào thúc ép Ukraine đàm phán với Nga đi ngược lại những lợi ích của mình. Mọi người đều hiểu rằng hòa bình phải công bằng và phải bắt đầu bằng việc khôi phục hoàn toàn sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Đó là mục tiêu có thể đạt được, Ngoại trưởng Kuleba nói. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra hồi tháng 2, Mỹ và các đồng minh, đối tác phương Tây liên tục viện trợ cho Kiev với tổng giá trị cam kết viện trợ lên đến hàng chục tỷ đô la Mỹ. Theo Ủy ban điều tra của Nga, hiện tại ít nhất 25 quốc gia, chủ yếu là thành viên NATO, đang cung cấp vũ khí cho Ukraine. Trong số các vũ khí này có tên lửa chống tăng, tên lửa phòng không, máy bay không người lái, đạn pháo, pháo tự hành. Nga cảnh báo việc phương Tây bơm vũ khí cho Ukraine chỉ khiến xung đột kéo dài và có nguy cơ lan rộng.
Mặt khác, Moscow cho rằng sự phụ thuộc của Ukraine vào vũ khí phương Tây mang đến cho Nga cơ hội để cải thiện sản xuất vũ khí trong nước. Phát biểu tại sự kiện kỷ niệm 15 năm thành lập Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Rostec hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói: "Kinh nghiệm mà chúng ta có được trong quá trình tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine cũng như đối phó với các thiết bị quân sự hiện đại của phương Tây rất hữu ích và cần được sử dụng để nâng cao chất lượng, độ tin cậy và tính năng chiến đấu của một số loại khí tài sản xuất trong nước." Theo ông Putin, việc tăng cường sản xuất quân sự cũng sẽ tạo động lực cho các ngành công nghiệp dân sự liên quan, trong khi sự cạnh tranh nội bộ giữa các cơ quan phát triển sẽ mở đường cho việc tạo ra các mẫu thiết bị tốt nhất. Mới đây, một quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã thăm đảo Palawan của Philippines nằm sát khu vực Biển Đông. Nhận định về động thái này, chuyên gia Gregory Pauling cho biết chuyến thăm có thể gửi một thông điệp mạnh mẽ tới Philippines mà không gây phản ứng mạnh từ Trung Quốc, bởi đây không phải là chuyến thăm tới một khu vực tranh chấp. Chuyên gia này cho biết chuyến thăm của bà Harris sẽ gửi một tín hiệu rõ ràng rằng, ngay cả khi Ukraine và vấn đề Đài Loan tiếp tục chiếm sóng, Biển Đông vẫn đóng một vai trò trung tâm trong tương lai của mối quan hệ Mỹ-Philippines. Trong khi đó, Tổng thống Philippines đánh giá chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tới Palawan không gây ra bất kỳ vấn đề gì trong quan hệ với Trung Quốc. Trả lời phóng viên hôm thứ Bảy vừa qua, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos khẳng định chuyến thăm tới của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tới Palawan sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ giữa Manila và Bắc Kinh. Marcos Jose quả quyết: "Không, tôi không cho rằng sẽ có kết cục như vậy. Bà ấy đang ở Philippines và sẽ đi thăm một vùng khác của Philippines và tất nhiên đó là khu vực gần Biển Đông nhất, nhưng nó rất rõ ràng là thuộc lãnh thổ của Philippines. Do đó, tôi không nghĩ chuyến thăm này sẽ gây ra bất kỳ vấn đề gì." Phó Tổng thống Harris đến Manila vào tối ngày Chủ nhật sau khi tham dự hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tại Thái Lan. Theo kế hoạch, bà sẽ gặp Tổng thống Marcos và Phó Tổng thống Sara Duterte trong ngày thứ Hai và thăm Palawan vào ngày tiếp thứ Ba. Khi được hỏi những vấn đề gì đã được thảo luận trong cuộc gặp, ông Marcos cho biết quan hệ giữa Philippines và Mỹ phải tiếp tục phát triển, mọi thứ đã thay đổi, Mỹ sẽ làm gì để đáp lại và họ mong đợi điều gì từ các đối tác của mình trong khu vực, ông Marcos nói. Nhà lãnh đạo Philippines nhấn mạnh phản ứng chung khi nói đến an ninh và quốc phòng ở châu Á-Thái Bình Dương. Tôi không nghĩ rằng bất kỳ quốc gia đơn lẻ nào nên đi một mình và sẽ tốt hơn nhiều nếu chúng ta phản ứng như một tập hợp. Và tôi nghĩ là các quốc gia khác cũng nhất trí như vậy. Chuyến thăm Palawan của Harris diễn ra 6 năm sau khi Philippines giành được chiến thắng pháp lý mang tính bước ngoặt trước Trung Quốc về các yêu sách của Bắc Kinh tại khu vực nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Manila ở Biển Đông. Phiên xét xử vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc được coi là vụ kiện thế kỷ, bởi đây là lần đầu tiên một quốc gia đã nỗ lực dùng biện pháp pháp lý để giải quyết những bất đồng ở Biển Đông. Trung Quốc không chấp nhận phán quyết của tòa trọng tài quốc tế trong vụ kiện nói trên. Hôm vừa qua, Tổng thống Marcos đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị cấp cao APEC. Theo ông, hai nhà lãnh đạo đã nói chuyện một chút về các vấn đề khu vực và rằng các chi tiết cần được thảo luận sẽ được đưa ra vào năm tới. Trong khi đó, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết hai bên phải tuân thủ tham vấn thân thiện và xử lý đúng đắn những khác biệt và tranh chấp. Khi nói về các vấn đề liên quan đến Biển Đông, Tổng thống Marcos dự kiến có chuyến thăm Trung Quốc lần đầu tiên với tư cách là nhà lãnh đạo Philippines vào tháng 1 năm 2023. Câu hỏi được đặt ra là Mỹ và đồng minh có lợi ích địa chiến lược gì ở Biển Đông? Ở đây trước hết phải đặt Biển Đông trong tổng thể điều chỉnh chiến lược toàn cầu của Mỹ. Trong điều chỉnh chiến lược toàn cầu của Mỹ, châu Âu được Mỹ xem là đồng minh then chốt và có đủ độ tin cậy sau khi khối NATO trải qua 63 năm phát triển và ngày càng hùng mạnh, ngày càng có sự nhất trí cao giữa hai bờ Đại Tây Dương. Lòng tin của Mỹ đối với các đồng minh châu Âu trong NATO dựa trên thách thức thực tiễn và niềm tin về hệ giá trị chung mà cả hai bên theo đuổi. Nó cũng dựa trên khả năng tự vệ đáng tin cậy của châu Âu trước các mối đe dọa có thể đến từ bên ngoài. Hơn nữa, sự sụp đổ một đi không trở lại của khối quân sự Warsawa do Liên Xô cầm đầu. Sự suy yếu tương đối và cô lập của Nga đến nay khiến cho Mỹ không cần phải tập trung sức mạnh ở châu Âu nữa. Trong khi đó, EU có mối quan tâm lớn đến Biển Đông nói riêng và Đông Á nói chung. Ở hai khía cạnh đó là hòa bình, an ninh và hợp tác kinh tế. Người ta tính rằng sự đối đầu ở Đông Á sẽ ảnh hưởng tới EU bởi lợi ích của 27 nước trong khu vực với 18,1% xuất khẩu và 30,1% nhập khẩu. Với Trung Quốc, về mặt kinh tế, có thể thấy sự ràng buộc rất lớn giữa EU như là một khu vực đang phải đối diện với những khó khăn rất lớn, trong khi Trung Quốc lại là một thế lực kinh tế mới nổi, có dự trữ ngoại tệ rất lớn, một công xưởng sản xuất hàng hóa cho toàn thế giới. Sự phụ thuộc lẫn nhau giữa EU và Trung Quốc là khá lớn.
Do đó, một trong những mục tiêu an ninh trong chính sách đối ngoại của EU là thúc đẩy hòa bình và ổn định ở Đông Á. Về mặt hòa bình và an ninh, mối quan ngại của EU chủ yếu xuất phát từ bản sắc của EU với tư cách là một khối cường quốc yêu chuộng hòa bình chuẩn mực. Vì thế, mặc dù làm ăn lớn với Trung Quốc, nhưng các nước EU vẫn nhìn Trung Quốc không chỉ là một thế lực hung hãn đang trỗi dậy, mà còn là vì bản chất hệ giá trị tiêu cực mà nó theo đuổi. Nền cai trị phi dân chủ với một chủ nghĩa tư bản hoang dã về bản chất luôn vi phạm các cam kết về an toàn thực phẩm, cũng như về luật lệ quốc tế và về nhân quyền nói chung, chỉ để thực hiện các tham vọng lợi ích chính trị của mình. Do đó, nếu các nước châu Á tiến hành cải cách kinh tế và chính trị theo hướng nhà nước pháp quyền và dân chủ, thì EU sẵn sàng dành cho những ưu đãi và giúp đỡ. Myanmar với những cải cách được đầu tư hơn một năm qua là một ví dụ tiêu biểu. Hiện đại, Đông Á là khu vực của bất ổn do các quốc gia tăng cường trang bị khí tài quân sự và bất đồng gia tăng giữa Trung Quốc và Đài Loan, đe dọa của vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và xung đột Nam-Bắc Triều Tiên. Các tranh chấp ở các quần đảo giáp danh giữa các nước Đông Bắc Á với nhau, tranh chấp chủ quyền trên biển Đông đều được EU quan tâm, theo dõi với sự lo lắng sâu sắc. Tuy nhiên, do EU không tập trung nỗ lực và xây dựng lực lượng quân sự và phòng thủ riêng vì nằm chủ yếu trong khối NATO dưới sự chỉ huy của Mỹ, EU không thể có biện pháp quân sự và an ninh cụ thể để thúc đẩy hòa bình và ổn định ở Đông Á. Và trước sau gì thì châu Âu nói chung, cả EU và Nga đều không can thiệp vào vấn đề Biển Đông, nhà nghiên cứu Blake Sander khẳng định. Tuy vậy, vấn đề an ninh ở khu vực Đông Á vẫn đặc biệt quan trọng với kinh tế EU và thế giới nói chung. Do đó, một khi xung đột xảy ra ở Biển Đông thì rất có thể các quốc gia EU sẽ hành động đơn lẻ để duy trì luật pháp và trật tự, hoặc để đảm bảo an toàn hàng hải nhằm bảo vệ lợi ích thương mại ở khu vực này. Đồng thời, với tư cách toàn khối, EU có thể can dự thông qua NATO. Dù sao thì cả Anh và Pháp vẫn có thể hành động riêng nếu đó thuộc về lợi ích của họ. Cả Anh và Pháp đều có lực lượng hải quân mạnh, bao gồm cả khả năng hai nước triển khai tàu sân bay. Nước Nga vốn kín tiếng thì nay cũng đã bày tỏ lập trường không can thiệp và phản đối can thiệp của Mỹ, ủng hộ cách tiếp cận từng cặp song phương của Trung Quốc. Mô hình trục nan hoa mà chỉ quan tâm chủ yếu đến hợp tác kinh tế với các nước trên Biển Đông, trước hết là với Việt Nam trên lĩnh vực khai thác dầu khí ở thềm lục địa phía Nam. Khía cạnh lợi ích kinh tế và an ninh được lồng ghép với nhau tinh tế trong chính sách thực dụng của nước Nga. Điều dễ thấy là Nga đã tìm thấy một thị trường xuất khẩu khí tài lớn ở các nước Đông Nam Á, trong đó chủ yếu là máy bay chiến đấu, tàu ngầm và tổ hợp tên lửa hiện đại. Hợp đồng trang bị quân sự này mang lại cho Nga nhiều tỷ đô la mỗi năm. Chẳng hạn, việc Việt Nam mua của Nga 6 tàu ngầm tàng hình lớp Kilo, buộc Việt Nam phải xây dựng căn cứ và cơ sở bảo dưỡng cho các tàu đó. Vậy là một hợp đồng xây dựng căn cứ tàu ngầm cho Việt Nam ở Cam Ranh và Nga sẽ thực hiện có kinh phí nhiều tỷ đô la. Tình hình tranh chấp Biển Đông ngày càng nóng lên bao nhiêu thì nhu cầu nhập khẩu khí tài của các bên, kể cả Trung Quốc, cũng tăng lên bấy nhiêu, nhất là trường hợp Việt Nam khi mà Mỹ vẫn cấm vận khí tài sát thương đối với Việt Nam. Có người Nga đã lên tiếng khá thẳng thắn rằng Nga đứng ngoài xung đột ở Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc nhưng sẽ cung cấp khí tài cho phía Việt Nam. Quan điểm chính thống của Nga thể hiện trong tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Lavrov. Nga không đặt nhiệm vụ bảo vệ các đường biên giới phía Nam bằng cách làm suy yếu an ninh của các nước khác. Nga không có kế hoạch xây dựng các căn cứ quân sự tại châu Á-Thái Bình Dương, cũng không có ý định cạnh tranh ảnh hưởng với bất kỳ ai. Nỗ lực của Nga trong việc củng cố hợp tác với ASEAN không nhằm chống lại các nước thứ ba. Phân tích sự điều chỉnh chiến lược đối ngoại và an ninh của Liên bang Nga trong trung hạn kể từ năm 2012 trở đi, dưới thời Tổng thống Putin, cho người ta thấy tầm quan trọng chiến lược của quan hệ ngoại giao Nga-Trung êm thấm đối với việc phát triển kinh tế của Nga và đảm bảo an ninh biên giới với Trung Quốc ở Biển Đông. Đó là ưu tiên số 1. Sở dĩ Nga có một chính sách như thế đối với Tây Thái Bình Dương là do vị trí địa chính trị đặc biệt của Nga, đối tác thương mại quan trọng nhất của Nga chính là láng giềng Trung Quốc ở phía Đông và Liên minh châu Âu ở phía Tây. Trung Quốc đang tiến một bước gần hơn đến việc biến Biển Đông thành nơi trú ẩn của các tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo ESBN. Một động thái có thể đặt lục địa Mỹ và tầm bắn của tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm SLBM-GL3 của vùng nước nửa kín và cạnh tranh gay gắt này. Ngày thứ Năm tuần trước, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Samuel Barrado, thừa nhận với các phóng viên quân sự ở Washington rằng Trung Quốc đã triển khai SLBM-GL3 6 chiếc ESBN Type-094, giúp nó có khả năng tấn công Mỹ từ vùng biển gần bờ tới bờ biển Mỹ. Ông Barrado nhấn mạnh rằng những chiếc ESBN này được chế tạo để đe dọa Mỹ và Hải quân Mỹ đang theo dõi sát chúng.
Một năm trước, Lầu Năm Góc cho biết Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân PLAN sẽ có khả năng nhắm mục tiêu vào Mỹ từ vùng biển ven bờ Trung Quốc. Barbado từ chối bình luận khi được hỏi EPN Type 094 của Trung Quốc có thực hiện các cuộc tuần tra răn đe gần Hawaii hay không. GL-3 có tầm bắn ước tính hơn 10.000 km, cho phép Trung Quốc nhắm mục tiêu vào Mỹ từ một căn cứ được bảo vệ ở Biển Đông. Chỉ huy Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ Đô đốc Jack Richard nói với Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ. Theo một báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ CIS, nếu đúng GL-3 là một bản cải tiến đáng kể so với tên lửa trước đó, GL-2 có tầm bắn 7.200 km. Theo CIS, điều đó mang lại cho các ISBN Type 094 của Trung Quốc khả năng tấn công Alaska từ biển Bột Hải. CIS lưu ý rằng, để tấn công bờ Tây Mỹ, ISBN Type 094 được trang bị GL-2 sẽ phải ở vùng biển phía đông Hawaii do hạn chế về phạm vi. Đáp lại các báo cáo, tờ Thời báo Hoàn cầu, cơ quan ngôn luận của nhà nước Trung Quốc tuần trước đã chỉ trích Mỹ có động cơ thâm kín bằng cách thổi phồng mối đe dọa Trung Quốc nhằm tìm kiếm sự hiện diện lớn hơn ở châu Á-Thái Bình Dương, dưới hình thức có thêm lực lượng chống tàu ngầm và ESBN lớp Columbia của riêng mình. Nó cũng tuyên bố rằng, nhận thức về mối đe dọa gia tăng đối với Trung Quốc là một cách để quân đội Mỹ có thêm kinh phí. Thời báo Hoàn cầu lưu ý rằng Trung Quốc vẫn chưa công bố việc đưa GL-3 vào hoạt động. Mặc dù Trung Quốc đã tiến hành phóng thử GL-3 vào tháng 6 năm 2019, nhưng các cuộc thử nghiệm theo lịch trình là tiêu chuẩn và không nhằm vào bất kỳ quốc gia hay mục tiêu nào. Báo cáo của Thời báo Hoàn cầu cho biết, nó nhấn mạnh rằng Trung Quốc duy trì chính sách phòng thủ quốc gia và chiến lược quân sự phòng thủ tích cực. Báo cáo của Thời báo Hoàn cầu cũng lưu ý rằng, mặc dù Trung Quốc không có kế hoạch mở rộng đáng kể cho hạt nhân, nhưng sẽ tiếp tục hiện đại hóa kho vũ khí này trong bối cảnh môi trường an ninh chiến lược đang thay đổi. Học thuyết hạt nhân của Trung Quốc dựa vào hạm đội ISBN mạnh mẽ trong một báo cáo năm 2016 của quỹ Kamnisi vì hòa bình khu vực. Liprisia lưu ý rằng chính sách không sử dụng trước răn đe hạt nhân tối thiểu, cưỡng chế, chống lại hạt nhân và răn đe hạt nhân hạn chế là những đặc điểm quan trọng trong học thuyết hạt nhân của Trung Quốc. Xin lưu ý rằng ISBN của Trung Quốc rất cần thiết cho khả năng tấn công hạt nhân lần hai của nước này và với việc nâng cấp hạm đội cho phép Trung Quốc tự tin hơn về chính sách không sử dụng trước. Đồng tình với quan điểm này, Fiona Kukigan lưu ý trong một bài báo năm 2020 do tờ Strategy rằng cấu trúc lực lượng hạt nhân của Trung Quốc được tối ưu hóa để chống lại các cuộc tấn công phủ đầu của kẻ thù và trả đũa các mục tiêu chiến lược thay vì đe dọa đáng tin cậy việc sử dụng khí tài hạt nhân đầu tiên. Kunigan cũng cập nhật rằng, mặc dù các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã tranh luận về việc thay đổi chính sách hạt nhân không sử dụng trước của Trung Quốc theo thời gian, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy Trung Quốc có kế hoạch sớm thay đổi chính sách này. Việc triển khai GL-3 sẽ đánh dấu một bước nâng cấp đáng kể đối với khả năng sống sót của lực lượng răn đe dưới biển của Trung Quốc. Một báo cáo của Mỹ KNG về hòa bình khu vực năm 2018 lưu ý rằng tầm bắn hạn chế của SLBM GL-2 có nghĩa là nó không thể dâng tới Mỹ nếu được phóng từ vùng biển ven bờ Trung Quốc. Báo cáo nói rằng các ISBN của Trung Quốc sẽ cần phải đi vào Tây Thái Bình Dương để tấn công đất liền Mỹ bằng tên lửa. Một báo cáo năm 2015 của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS lưu ý rằng Mỹ và các nước đồng minh có thể khai thác các điểm nghẽn bao gồm eo biển Mizakov, kênh Basir và biển Sulu để theo dõi các ISBN của Trung Quốc trên đường đến Thái Bình Dương. Những lỗ hổng này đi ngược lại triết lý cơ bản của ISBN mà theo báo cáo của CSIS là ẩn mình trong sự bao la của đại dương để không thể phát hiện hoặc dự đoán vị trí của nó. Do đó, việc giới thiệu GL-3 có thể cho phép Trung Quốc thực hiện chiến lược căn cứ ở Biển Đông, loại bỏ nhu cầu các ISBN vào Thái Bình Dương để phóng SLBM. Trong chiến lược này, Trung Quốc sẽ sử dụng Biển Đông như một nơi trú ẩn cho các ISBN với khu vực được bảo vệ bởi máy bay và tên lửa trên đất liền, lực lượng hải quân và các đảo kiên cố. Trung Quốc sẽ dễ dàng duy trì ISBN tầm ngắn hơn nhiều so với các cuộc tuần tra ngoài khơi, với các cơ sở chỉ huy và kiểm soát đóng ở các vùng biển gần đó. Do Biển Đông nằm giữa các tuyến đường liên lạc chính trên biển, SLOC, môi trường tiếng ồn dưới nước khiến việc phát hiện ISBN của Trung Quốc trở nên khó khăn hơn. Cho phép chúng ẩn nấp giữa các đặc điểm âm thanh, nhiệt độ và tiếng ồn độc đáo dưới nước của khu vực. Trong một diễn biến khác mới đây, giới chức Philippines đã chính thức yêu cầu Trung Quốc giải thích sau khi một tư lệnh quân đội Philippines nói rằng
tàu hải cảnh của Trung Quốc đã giành lại mảnh vỡ tên lửa mà lực lượng hải quân Philippines thu được ở khu vực Biển Đông. Vụ việc xảy ra hôm vừa qua ở đảo Thị Tứ, một cấu trúc thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, nhưng Philippines đang chiếm đóng. Trung Quốc bác bỏ cáo buộc rằng tàu hải cảnh của họ đã giành lại mảnh vỡ khi các thủy thủ Philippines đang kéo nó về bờ. Theo đô đốc Alberto Carlos nói rằng, con tàu của Trung Quốc đã chặn tàu của Philippines trước khi lấy lại bộ phận tên lửa, nhưng không ai bị thương trong vụ việc. Trung Quốc bác bỏ cáo buộc nói rằng bộ phận tên lửa đã được lực lượng Philippines trao trả sau một cuộc trao đổi hữu nghị. Mảnh vỡ này là bộ phận của một tên lửa mà Trung Quốc vừa phóng lên. Đây là một trong hàng loạt vụ việc căng thẳng xảy ra ở vùng biển tranh chấp có liên quan đến tàu Trung Quốc. Các tàu hải cảnh của Trung Quốc nhiều lần chặn tàu tiếp tế của Philippines đưa đồ cho lực lượng trên cấu trúc tranh chấp, nhưng trước đây chưa từng xảy ra việc giành lại động vật từ tay hải quân nước này. Ông Carlos nói rằng, các tiêu thụ Philippines dùng camera tầm xa để phát hiện mảnh vỡ trôi dạt trên biển, ở vị trí cách đảo Thị Tứ của Việt Nam hơn 500 mét. Họ đã mang tàu ra kéo vật thể vào đảo. Khi bắt đầu quay về đảo, họ phát hiện một tàu hải cảnh của Trung Quốc mang số hiệu 5203 đang tiến về và chặn đường, ông Carlos tuyên bố. Con tàu Trung Quốc sau đó đã thả thuyền hơi và điều người ra giành lại mảnh vỡ. Bằng cách cắt đứt dây lai dắt, nhóm thủy thủ Philippines quyết định từ bỏ và quay lại đảo, ông Carlos cho biết. Thiếu tá Chetwin Tidok, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh phía Tây, nói rằng vật thể bằng kim loại trông giống như mảnh vỡ tên lửa khác của Trung Quốc rơi xuống vùng biển của nước này trước đây. Bà cho biết các thủy thủ Philippines không can thiệp hành động của phía Tây Trung Quốc. Căng thẳng trên Biển Đông vẫn tiếp diễn trong nhiều năm do yêu sách của một số nước trong khu vực đối với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Các quốc gia liên quan đến tranh chấp quyền sở hữu vùng lãnh thổ này là Việt Nam và Trung Quốc. Ngoài ra, Brunei, Malaysia, Đài Loan và Philippines cũng tuyên bố chủ quyền một phần hoặc toàn bộ quần đảo. Ngoài vị trí chiến lược nằm ở ngã tư của Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa còn được các chuyên gia đánh giá là nơi tập trung trữ lượng dầu và khoáng sản lớn. Tại các hội nghị, họp báo quốc tế, Bộ Ngoại giao Việt Nam luôn thể hiện rõ lập trường của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về vấn đề tranh chấp ở Biển Đông. Hà Nội nhiều lần tái khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Theo đó, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế cũng như quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển liên quan đến Biển Đông. Vốn đã được xác lập, phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS 1982, cũng như Bộ Quy tắc ứng xử giữa các bên COC. Vào ngày 28 tháng 7 năm 2020, cơ quan hợp tác quốc tế Nhật đã ký với Việt Nam hiệp định vốn vay ODA trị giá gần 37 tỷ yên cho dự án tăng cường năng lực đảm bảo an ninh an toàn trên biển Việt Nam. Trong khuôn khổ dự án, Việt Nam sẽ được hỗ trợ tài chính để trang bị 6 tàu tuần tra nhằm tăng cường năng lực chấp pháp và cứu hộ hàng hải nhanh chóng, phù hợp, đảm bảo an ninh và tự do hàng hải cho Việt Nam. Tuy nhiên, từ đó tới nay, dường như mọi thứ im ắng lạ thường bởi chưa có bất kỳ tàu tuần tra nào theo chương trình gia nhập vào đội ngũ của Hải quân Việt Nam. Chuyện gì đã xảy ra? Có tin vui nào sắp tới hay không? Sức mạnh của tàu tuần tra Nhật hứa đóng cho Việt Nam như thế nào? Bạn nóng lòng muốn biết thông tin này thì hãy theo dõi hết video nhé! Như các bạn đã biết, từ năm 2013, khi Nhật Bản thay đổi chính sách quốc phòng, đặc biệt các điều khoản trong cung cấp vũ khí cho các nước, thì Việt Nam luôn trong danh sách được gọi tên. Lý do vì rõ ràng, ngoài vai trò ở khu vực thì Việt Nam còn nổi lên là đối tượng thẳng thắn và quyết liệt về chủ quyền biển đảo tại Biển Đông với Trung Quốc. Ngược lại, phía Nhật cũng có những tranh chấp không hề nhỏ với Trung Quốc trên vùng biển Hoa Đông. Vì vậy, không khó hiểu khi Nhật sẵn sàng ký với Việt Nam thỏa thuận đóng 6 tàu tuần tra dưới dạng ODA trị giá hơn 348 triệu đô la Mỹ, tương đương 36,6 tỷ yên Nhật năm 2020, khoản vay có lãi suất ưu đãi trong thời gian 40 năm. Theo JICA, dự án đóng góp vào mục tiêu 14 và 16 của mục tiêu phát triển bền vững, đồng thời góp phần thực hiện chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Điều đáng quan tâm lúc này là đã 2 năm, nhưng dường như mọi thứ vẫn bật vô âm tín. Dẫu biết vấn đề quốc phòng gắn với an ninh quốc gia thì có thể hiểu một sự bí mật. Nhưng im ắng quá lâu sẽ giấu nên lo ngại rằng phải chăng Nhật đã bung kèo với Việt Nam hay đang có một cản trở nào trong hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Không những vậy, vào tháng 5 và tháng 6 vừa qua, Hải quan Philippines đã liên tiếp nhận được lớp tàu tuần duyên, lớp Kunigami 1.200 tấn của Nhật, càng khiến nhiều người Việt Nam quan tâm tới dự án này.
lo lắng vì tập đoàn đóng tàu Kuginami của Philippines cũng đã là đơn vị thực hiện đóng 6 lớp tàu tuần tra cho Việt Nam. Thời điểm dự án của hai bên cũng gần như trùng nhau. Thưa các bạn, các cụ nhà ta thường nói đâu còn có đó. Nói để các bạn yên tâm, nếu như theo hợp đồng thì dự án sẽ được hoàn tất vào tháng 10 năm 2025. Tức là tới thời điểm hết hạn hợp đồng vẫn còn tới 3 năm. Tính thời gian thực hiện thì chưa tới 1/2. Trước đó, theo thông cáo báo chí của JICA thì việc gọi thầu và tiến hành đón tàu bắt đầu từ năm 2021. Vậy như JICA thông báo Nhật mới chỉ có hơn 1 năm nhận tiến hành quá trình đóng tàu, nên chúng ta không nên quá sốt ruột. Theo Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, thời điểm Nhật Bản chuyển giao cho Việt Nam không ghi cụ thể nên để đưa ra thông tin cho các bạn chắc chắn là điều không thể. Nhưng những thông tin sau đó có thể giúp các bạn phần nào yên tâm hơn, thậm chí là tin vui. Một số chuyên gia cho rằng công ty đóng tàu uy tín hàng đầu thế giới Mitsubishi của Nhật thực hiện hợp đồng đóng 6 tàu cho Việt Nam đang bị quá tải. Do 2 năm Covid nên các hợp đồng trước đó đã bị dồn lại. Họ đang phân bố thời gian để hoàn thành cho đối tác theo đúng thỏa thuận hợp đồng. Nhiều bạn hỏi ngược lại, nếu Nhật quá tải thì sao không chuyển cho đối tác Việt Nam tự đóng tàu? Vì công nghệ đóng tàu theo thiết kế Việt Nam đã hoàn toàn làm chủ. Đây là câu hỏi khá thú vị, tuy nhiên cũng có thể điều này lại liên quan tới bên cung cấp khoản tín dụng gần 37 tỷ yên. Khi chuyển giao cho Việt Nam tự đóng thì vấn đề kinh tế giá trị hợp đồng sẽ thay đổi. Vì thế, có một số nguồn tin Nhật Bản sẽ chuyển giao thiết kế tàu tuần duyên TT-1500 cho Việt Nam, nhưng chúng tôi thiết nghĩ điều này không dễ đâu. Nếu đúng thì quả là tin vui lớn, nhưng khi nào có tin cụ thể hơn thì chúng ta hãy vui sau. Theo chúng tôi là như vậy. Quay lại với lý do cho sự được có phần chậm trễ từ phía Nhật Bản khi thực hiện hợp đồng gần 37 tỷ yên. Có ý kiến cho rằng có thể Nhật chờ hoàn tất cả 6 tàu tuần tra rồi mới giao tất tay cho Việt Nam, hoặc Nhật đã đóng xong một số tàu. Nhưng để chắc chắn về chất lượng, Nhật còn cho chạy thử nghiệm, theo dõi phát hiện có sai sót nào không. Khi hoàn thiện mọi mặt mới giao cho Việt Nam, với tính cách cẩn thận và luôn đề cao uy tín như người Nhật thì điều này hoàn toàn có thể. Nói về sự kiện quá khứ thì trước đó Nhật Bản cũng đã tặng Việt Nam 3 tàu tuần duyên năm 2021. Trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật của Thủ tướng Phạm Minh Chính, hai lãnh đạo của hai nước đã nhất trí sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan tích cực triển khai các thỏa thuận đã được lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước thống nhất thời gian qua. Trong đó có thỏa thuận chuyển giao trang bị công nghệ quốc phòng tháng 9 năm 2021, trong số thiết bị chuyển giao có thể có tàu hải quân. Vâng, tàu hải quân đó các bạn. Không biết Nhật sẽ chuyển giao cho Việt Nam tàu hải quân nào, chúng ta sẽ cùng chờ đón. Nhưng rõ ràng điều này một lần nữa khẳng định hợp tác hai nước ngày càng gia tăng, thậm chí lên tầm cao mới, chứ không có chuyện gián đoạn như ai đó đồn đoán. Quay trở lại với 6 tàu tuần tra, nhiều người còn đoán biết đâu Nhật nghiên cứu nâng cấp một số tính năng của lớp tàu tuần duyên đóng cho Việt Nam, nên thời gian có vẻ kéo dài so với dự kiến. Chúng ta đều biết phía Nhật đóng cho Việt Nam là lớp tàu tuần tra ASO 1000. ASO là có chiều dài 79m, lượng choán nước 1000 tấn. Lớp tàu ASO dài 79m, ngang rộng nhất 10m, mướn nước 6m, thân cấu trúc chủ yếu bằng nhôm và thép nên nhẹ. Tàu trang bị 4 động cơ diesel và 4 hệ thống đầy phản lực nước nên có tốc độ gần 60 km/h. Tàu có kèm một xuồng cứu hộ cao tốc dài 7m, một pháo Beaufort 40mm phía mũi, súng máy, hệ thống điều khiển hỏa lực cùng thiết bị dò tìm mục tiêu bằng hồng ngoại. Hai bên tháp điều khiển của tàu còn gắn bảng điện tử để hiển thị thêm thông tin khi cần thiết. Theo phía Việt Nam, thì 6 tàu này được gọi là TT-1500, tức là phiên bản ASO cho Việt Nam có lượng dạ nước 1.500 tấn. Theo đó, TT-1500 có thể trang bị sân đỗ trực thăng, điều này hoàn toàn khác với phiên bản lớp tàu ASO. Hơn nữa, tính năng hoạt động của TT-1500 có vận tốc tối đa 24 hải lý trên giờ. Với vận tốc này, rất có thể TT-1500 sẽ sử dụng chân vịt truyền thống thay cho động cơ phản lực nước. Về hỏa lực, ASO của Nhật trang bị pháo tự động 40 ly, có tính sát thương cao, tốc độ bắn nhanh vào mục tiêu cỡ lớn. Với phiên bản Việt Nam, có thể Việt Nam sẽ chủ động trang bị hỏa lực mà trước đó đã trang bị cho một số tàu tuần tra chủ lực như TT-400, đó là pháo 23 ly nòng kép. Vì pháo này, Việt Nam ta đang sẵn với số lượng nhiều. Tuy nhiên, thân tàu làm bằng hợp kim nhôm và sắt nên có lẽ nhìn nó không đủ uy lực để đối diện với hỏa lực mạnh hay khi đối đầu trực tiếp với đối thủ. Biết đâu, Nhật dành thời gian nghiên cứu cải thiện chất lượng thân tàu TT-1500 nên thời gian qua im hơi lặng tiếng là vì thế. Vậy nên chúng ta cùng hy vọng trong năm 2023 tới, Nhật sẽ có ưu ái nào đó và sẽ sớm bàn giao dần những tàu tuần tra cho cảnh sát biển Việt Nam. Đó là điều chúng ta mong chờ nhất.
Các bạn thân mến, Hải quân Việt Nam thuộc hàng có số trong khu vực khi ở top 5. Nên việc chờ thêm 1 đến 2 năm, thậm chí là 3 năm như đúng hợp đồng để nhận lớp tàu tuần duyên của Nhật không phải là vấn đề quá lớn. Hiện tại, đội tàu tuần tra của Cảnh sát biển Việt Nam bao gồm khá nhiều chủng loại phong phú, với các lượng dạng nước khác nhau từ nhỏ tới lớn. Ở phân khúc tàu nhỏ, chúng ta có các lớp tàu tuần tra TT-120, TT-200 và TT-400 tương ứng với lượng dạng nước 120, 200 và 400 tấn. Đội tàu tuần tra cỡ nhỏ này là xương sống trong công tác thực thi chủ quyền và pháp luật trên biển, tại các vùng biển và hải đảo gần bờ. Ở phân khúc tàu tuần tra cỡ lớn, Cảnh sát biển nước ta được trang bị tàu tuần tra đa năng DN-4000, cỡ 4.000 tấn lớn nhất khu vực. Trong đó, tàu tuần tra CFB-8020 thuộc lớp Hamilton do Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hoa Kỳ cung cấp thì đây là con tàu tuần duyên lớn nhất ASEAN. Tuy nhiên, lực lượng đông đảo nhất trong đội tàu tuần tra cỡ lớn của Cảnh sát biển Việt Nam là lớp tàu tuần tra đa năng DN-2000 tự đóng trong nước với sự trợ giúp kỹ thuật của tập đoàn Damen Hà Lan. Ngoài ra, còn một số tàu 600-1.500 tấn do Hàn Quốc và Nhật Bản viện trợ, trong đó nổi bật là chiếc CFB-8003 của lực lượng tuần duyên Hàn Quốc. Điều chúng ta còn thiếu là những tàu tuần tra cỡ lớn từ 1.000 tấn trở lên. Vậy nên TT-1500 gia nhập thì gần như mảnh ghép hoàn hảo cho lực lượng tuần tra trên biển Việt Nam. Xét thêm ở bối cảnh chung thì nguy cơ luôn tiềm ẩn ở Biển Đông. Nhưng rõ ràng, gần một năm qua thì tình hình khá yên tĩnh. Các vụ đụng độ xung đột giữa các nước lớn, cụ thể là với tàu Trung Quốc cũng ít đi. Do vậy, có thể nói từ khách quan tới chủ quan, Việt Nam không cần phải quá nóng vội trong hợp đồng với phía Nhật. Vậy nên Nhật Bản ơi, hãy bình tĩnh thực hiện đúng cam kết của hợp đồng để có thể cung cấp cho Việt Nam phiên bản TT-1500 hoàn hảo nhất có thể nhé. Điều này chắc chắn không chỉ mang lại lợi ích cho Việt Nam mà còn là lợi ích lâu dài cho Nhật Bản tại khu vực Biển Đông nói riêng với các quốc gia Đông Nam Á nói chung. Nhật cần quan tâm đến những diễn biến trong hồ sơ Biển Đông và nên phát triển hợp tác, thậm chí là giúp đỡ các nước như Indonesia, Việt Nam, Philippines trong lĩnh vực tuần duyên, bến cảng. Bởi muốn giảm bớt tầm ảnh hưởng của Trung Quốc, Nhật Bản phải hỗ trợ các nước trên, đặc biệt là Việt Nam. Năm vừa qua, Nhật Bản cũng thẳng thắn tuyên bố quan tâm tới hồ sơ Biển Đông tại diễn đàn khu vực ASEAN, ARF ở Bali. Nhật Bản tiếp tục khẳng định điều này khi bày tỏ muốn quan tâm mạnh mẽ và muốn chứng minh lời nói phải đi đôi với việc làm, thì việc thực hiện các hợp đồng vũ khí trợ giúp của các nước Đông Nam Á dưới hình thức ODA cần phải thực hiện đúng như cam kết, lộ trình và thời gian. Còn chúng ta hãy yên tâm và cùng nhau chờ đợi 6 tàu tuần tra TT-1500 tấn sớm cập cảng Việt Nam trong thời gian sớm nhất. Rất có thể trong năm 2023, Việt Nam sẽ nhận tin vui liên tiếp không chỉ bởi tàu TT-1500 cập bến mà còn cả tàu hải quân khác của Nhật. Tất nhiên, trong quá trình chờ đợi, với năng lực và tiềm lực nếu có, Việt Nam có thể đóng thêm một số tàu tuần tra, gia tăng sức mạnh cho cảnh sát biển Việt Nam nếu muốn, phải không các bạn?